Xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và hôm nay thì chị sẽ tiếp tục chơi phần số 2 của quyển sách dán hình Top Model Dress Me Up màu tím nha. Ở phần trước thì chị đã chơi quyển rồi ha. Chị đã chơi một nửa quyển sách này rồi. Và hôm nay thì chị sẽ tiếp tục chơi nửa quyển sách còn lại. Chúng ta còn khá là nhiều hình dán nè, rất là dễ bóc. Và bây giờ hãy cùng đến với trang đầu tiên nhé. Nàng búp bê đầu tiên sở hữu một cái mái tóc đang búi cao ở hai bên rất là dễ thương. Chị Chim Xinh phối cho nàng búp bê này mặc một chiếc áo khoác lông ở bên ngoài, kèm với bra có màu xanh da trời sẵn của búp bê rồi ha. Và nàng ấy sẽ mặc thêm một chiếc chân váy sọc caro, đi kèm là một đôi giày bốt cao cổ có màu nâu. Wow, trông rất là sành điệu nè, vừa sành điệu vừa tiểu thư mà cũng rất là hợp thời trang đúng không? Giờ hãy điểm thêm cho nàng búp bê này một số phụ kiện như là bông tai. Tiếp theo, nàng búp bê số 2 đã có một cái mái tóc trông khá là cá tính rồi đúng không các em? Chính vì thế, chị Chim Xinh lựa chọn một chiếc quần jean. Đây là dạng quần sọt jean có những cái phần quát và những cái phần vết cào rách, làm nên cái vẻ bụi bặm cá tính cho búp bê. Kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh chuối sọc caro và phối cùng với giày bata thể thao màu xanh ngọc nhé. Ngoài ra, chị sẽ đeo cho nàng ấy một chiếc mắt kiến nữa nè. Wow, bộ đồ này rất là hợp với phong cách mùa hè hoặc là đi chơi. Nàng búp bê số 3. Đầu tiên chị sẽ mặc cho nàng ấy một cái chân váy xòe. Đây là một dạng chân váy bóng chày có màu đỏ khá là sặc sỡ. Và phối với chân váy này sẽ là một chiếc áo crop top dài tay màu trắng và có in hình họa tiết một cái đôi môi cùng những chấm bi đỏ. Nàng ấy sẽ đeo một đôi giày bata màu đen nhé. Chị lựa chọn một khuôn mặt với một mái tóc xù được uốn ha, ngang vai, trông vừa tiểu thư mà vẫn rất là năng động. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nàng búp bê số 4 nhé. Nàng búp bê số 4 chúng ta sẽ mặc gì đây nhỉ? Chị chọn cho nàng ấy một chiếc quần. Wow, một chiếc quần siêu cá tính luôn. Họa tiết rừng hoa nhiệt đới, kèm một đôi giày cao cổ. Và phối với chiếc quần này là một chiếc áo khoác bomber. Chúng ta không cần mặc áo trong nhé. Chúng ta sẽ tận dụng cái áo bra mà búp bê đang mặc sẵn rất là đẹp. Một bộ đồ cá tính như thế này sẽ cần một gương mặt cá tính. Chính vì vậy chị chọn một gương mặt với phần mái tóc xù, được làm khá là kiểu cách và trông rất là bụi bặm luôn. Phối thêm một vài phụ kiện nho nhỏ như là bông tai và dây chuyền. Ok, búp bê của chúng ta trông rất là cá tính phải không các em? Giờ, nàng búp bê tiếp theo. Ở trang này búp bê của chúng ta chưa có màu, chỉ là những cái nét in, người ta in lên là màu trắng đen. Chính vì vậy chị lựa chọn trang phục có thể che được tối đa cái cơ thể. Một đôi tất màu da, một cái chân váy màu vàng, kết hợp với một chiếc áo thun. Đây là dạng áo thun có họa tiết sọc ngang 3 màu xanh lá cây, màu đen và màu hồng. Vậy là đã có thể che được tối đa cơ thể của bé đúng không nè. Cuối cùng là chọn một gương mặt. Một gương mặt rất là hiền hòa với mái tóc được uốn xoăn lọn ngang vai, tạo sự trẻ trung cho búp bê. Cuối cùng chị chọn một đôi giày xanh đan chiến binh. Phần cổ hở ra thì chị sẽ dùng bút chì màu để tô nhé.
chuyển qua đàn búp bê tiếp theo. Đầu tiên thì chim xinh lựa chọn một chiếc áo len dạng tay cánh dơi và có phần cổ cao. Nàng ấy đang cầm sẵn một cái ví trên tay luôn nha. Ở đây số lượng hình dáng có hạn, chính vì vậy không đủ lượng quần hay chân váy. Chị sẽ vẽ thêm chân váy màu đen và một đôi giày màu hồng. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng bút chì màu và tô vẽ lên. Những cái kiểu váy đơn giản thôi thì chị Chim Xinh nghĩ là ai cũng có thể vẽ được. Sau cùng thì chị phối phụ kiện là dây chuyền và bông tai nữa. Thế là chúng ta đã có một bộ cánh rất là thời trang cho nàng búp bê rồi. Giờ thì chúng ta sẽ phối gì cho nàng búp bê này nhỉ? Ồ, chị chọn một chiếc quần rất là thời trang và sành điệu nè. Đây là dạng quần jean có màu hồng. Và màu hồng này đổ màu từ nhạt cho tới đậm. Quá là cá tính. Vì chiếc quần quá nổi rồi, chị sẽ chọn một chiếc áo thun màu trắng đơn giản thôi. Và phối cùng với một gương mặt được cột tóc cao lên. Số lượng giày không đủ, cho nên chị Chim Xinh sẽ dùng bút màu để vẽ một đôi giày búp bê màu hồng cùng với màu của chiếc quần nhé. Còn bây giờ, với nàng búp bê này, chị sẽ chọn một chiếc áo dây màu đen có sẵn phần vòng cổ. Sau đó, chị sử dụng bút màu xanh kết hợp với bút chì màu đen để vẽ cho búp bê một chiếc quần jean. Vì là bút chì màu thì có thể màu nó không đủ đậm. Nếu mà các em muốn đậm hơn để che được hoàn toàn cơ thể của búp bê thì các em có thể sử dụng bút màu lông nhé. Nhưng mà lưu ý, bút màu lông thì màu lên sẽ đậm hơn và sẽ khó vẽ hơn nha. Ok, thế là đã xong trang phục cho nàng búp bê này rồi. Các em đánh giá bộ trang phục này được bao nhiêu điểm nhỉ? Tiếp tục nào. Chị lựa chọn một cái một bộ áo. Đây, cái phần áo là phần áo trắng tay dài, đơn giản. Và búp bê khoác ở bên ngoài một chiếc áo khoác màu xanh ngọc. Chị phối cùng với chân váy màu hồng nha. Đeo thêm một đôi tất màu hồng nữa nè. Và đôi giày thể thao màu hồng siêu năng động luôn. Quên điểm thêm những phụ kiện cho nàng búp bê nhé. Vì bông tai và dây chuyền chúng ta còn rất là nhiều. Đã xong. Cuối cùng, chị sẽ cho búp bê một chiếc mắt kiếng trái tim cầu vồng và đeo ở trên. Các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh ơi, trong quá trình các em coi chị Chim Xinh chơi dán hình, mặc quần áo cho búp bê với quyển sách Top Model Dress Me Up này, thì các em đừng quên để lại bình luận về ý kiến của các em cho chị Chim Xinh biết với nha. Bạn nào muốn mua thì có thể gọi điện thoại tới số 0979 08 6789 nhé. Đây là nàng búp bê. Wow, nàng búp bê của chúng ta có một gương mặt rất là cá tính ha. Và phần cổ còn hở ra thì chị dùng màu da để tô cho nó đồng màu nè. Xong rồi, điểm thêm một đôi hoa tai nữa nhé. Rất nhanh chóng. Và đây cũng chính là trang cuối cùng trong phần 2 của quyển sách Top Model
dán hình thay quần áo cho búp bê lần này rồi. Giờ hãy cùng chị chim xinh xem lại những trang hình dán mà chúng ta đã chơi từ nãy đến giờ nhé. Số hotline 0979086789. Nếu như mà các em muốn sở hữu những quyển sách hình dán thật là đẹp như là chị chim xinh hay chơi nha. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì chị chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu của chị và hẹn gặp lại các em trong video lần sau nhé.